Đó, ban lãnh đạo đã tổ chức em tham gia này cho tụi em. Và qua do là tổ chức lần đầu nên là trước mắt thì còn nhiều thiếu sót, thì ở phòng chất lượng em riêng em thì ở bóng đá nữ á, em thấy là ở đội ngũ trọng tài sau này tổ chức giải thì tính trung lập hơn, tức là trọng tài nếu mà là có đội mình tham gia thì không bắt trọng tài. Trọng tài phải trung lập. Đó. Một là mướn, hai là đó. Thứ hai là để tăng cái tính chuyên nghiệp, tránh tranh cãi. Và đồng thời là nếu mà bóng đá em thì đề nghị là phải có lưới cao một xíu, đá về bản tin. Còn ở mấy câu trò chơi khác thì em đề nghị là sau khi mà triển khai trên mấy cái spec á thì có thông mình phổ biến một cái hơn để cho mấy vận động viên hiểu, để tránh cái tình trạng là hướng dẫn cái nữa trùng lập, với lại không hiểu trang lại kéo dài thời gian hơn, có nghĩa là mình phổ biến trước khi